Một mình anh lang thang trên phố, nhớ mùa mưa qua. Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn. Giọng giống anh. Dạ giống anh. Anh nhớ em mùa thu đầy nắng. Anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng ai. Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau. Từng nụ hôn ta trao khi đó biết giờ nơi nào. Thôi nhé em tình trôi vào dĩ vãng, anh vẫn đi về nơi miền cát trắng mình ai. Đừng vội xa em ơi khi tình yêu luôn còn. Một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời. Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi giờ chia xa mãi mãi. Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn, giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền. Hãy xóa hết từng bàn chân em qua, đừng có nuối tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang miền cát trắng. Sóng cứ trôi dạt nơi chốn nào, tìm em mênh mông biên trời. Vẫn thấy con đường xa tín mù, tìm em tìm hoàng hôn lá. Nắng tan trăng vừa lên cuối đường, bỏ quên con tim héo mòn. Cứ mãi đi tìm nhau thế thôi, để cho ai vơi mong nhớ. Và thấy nhau tình yêu sao ngỡ ngàng. Đêm về truyền nghe lòng thao thương. Vì yêu em anh như say, vì yêu em anh như mơ. Mơ giấc mơ ngày mai. Tình yêu cho ta bên nhau, tình yêu cho ta bao ân tình trọn đời bên em. Vì yêu em anh như say, vì yêu em anh như mơ. Tình yêu cho ta bên nhau, tình yêu cho ta bao ân tình trọn đời bên em. Vì yêu anh như mơ, mơ giấc mơ ngày mai. Tình yêu cho ta bên nhau, tình yêu cho ta bao ân tình trọn đời bên em. Và đó là nam ca sĩ Quang Vinh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhận xét đến từ chị Ốc Thanh Vân ạ. Thật sự là chị đã rất là cố gắng trong tiết mục này. Chị cố gắng tìm anh Quang Vinh. Lâu lâu thì chị thấy anh có nhá một cái, sau đó lại thấy anh mất tiêu. Nhưng mà mỗi lần mà gặp cái trường hợp như vậy thì chị thường hay sử dụng cái chiêu là nhắm mắt lại, thả mình vào miền cát trắng, nghe giọng hát và sẽ thấy anh Quang Vinh xuất hiện. Tại vì thật sự là Thái Sơn, em giả anh Quang Vinh giống, rất giống. Em đã nghiên cứu rất kỹ về chất giọng của anh Quang Vinh. Nó sẽ hơi lộ ra một chút ở phần em nói. Tại vì anh Quang Vinh thường nói thì sẽ chậm hơn. Và anh cũng hay kiểu cười cười trước khi anh bắt đầu câu nói. Còn kiểu của Thái Sơn thì sẽ hoạt ngôn hơn, nhanh miệng hơn. Nhưng khi em hát thì
thì rất là giống anh Quang Vinh. Cái giọng của anh Vinh nó rất là ngọt ngào, nó đàn ông nhưng mà nó lại cực kỳ nhẹ nhàng, rất là thanh lịch. Và trong cái bài hát này là Thái Sơn làm rất là tốt điều đó. Còn đương nhiên là về nhân dáng thì nó sẽ rất là khó cho em, bởi vì không có liên quan một cái miếng nào hết trơn á. Tuy nhiên cái phong cách của anh Quang Vinh khi hát bài hát này, ví dụ như anh đứng, anh hay dang chân một chút, anh sử dụng tay còn lại khá là nhiều. Rồi cái cách mà hất để mà khoe cái mái tóc dài lãng tử, mái tóc đó, dài, rồi cái hàm râu quai nón rất là đặc trưng. Thì tất cả những điều đó là em đã làm và đúng là phong cách của anh Quang Vinh. Có khúc mà em đi vô bên trong á thì kiểu hơi vội một chút. Anh Vinh thì đúng là khi anh đi vô anh cũng hơi kiểu gù gù một chút, nhưng mà cái bước chân anh sẽ chậm rãi hơn em. Cảm ơn giám khảo Ốc Thanh Vân rất nhiều. Và ngay sau đây sẽ là giám khảo Mỹ Linh ạ. Mà nó cũng là rất là khó, không liên quan đến em. Nếu mà như chị Vân nói là nhắm mắt lại để nghe thì cũng giống, nhưng nếu mà nghe thật kỹ ra thì các cái phần phát âm ấy nó cũng không thể giống được. Nó cũng khó. Nên chị nghĩ là hôm nay là một thử thách đối với em. Tức là nếu mà nói nhân vật Quang Vinh dùng từ khó là phải hiểu đúng, tức là khó với em á. Bởi vì là nó không có màu sắc, cái màu sắc nó không quá đậm nét để em có thể tô thêm. Mà vấn đề em lại còn phải bỏ bớt cơ. Thế mà bỏ bớt thì lại không phải phong cách của em. Đó, lại không phải thế mạnh của em. Thế nên chị nghĩ rằng hôm nay không phải một ngày may mắn của em. Nên là chị hy vọng rằng là vào vòng sau thì là em sẽ bắt được một nhân vật nào đấy mà mình có nhiều đất để diễn hơn. Em nghĩ ý chị Linh thế này. Trong chương trình Gương Mặt Thân Quen của chúng ta là phải bắt được những cái gì mà nó đậm nét nhất của cái người nghệ sĩ để chúng ta hóa thân. Cho nên là sẽ hơi kém may mắn một tí nếu chúng ta chọn được những nhân vật mà cái màu nó không quá đậm nét. Mặc dù người ấy vẫn là một nghệ sĩ rất thành công và được nhiều người yêu mến, nhưng mà để hóa thân lại người đó thì ít nhất mình phải tìm được cái gì đó mà nó ấn tượng nhất. Nhắc tới một cái là người ta sẽ nhớ ngay, để mình tô, mình đồ cho nó đậm lên, để ra cái hình ảnh của người đó. Thì với nhân vật ca sĩ Quang Vinh ngày hôm nay là một cái trường hợp như thế. Và so với những nhân vật của những tuần trước khi em làm á, thì cái màu sắc của họ nó đậm đà hơn và người ta sẽ dễ dàng nhận ra hơn. Còn về phía ngoại hình thì dĩ nhiên mình không thể nào đòi hỏi là Sơn phải có một cái ngoại hình giống như Quang Vinh được. Nhưng mà phải công tâm mà nói rằng thì với tiết mục của Sơn ngày hôm nay so với những tuần trước thì nó chưa có quá ấn tượng bằng những tiết mục mà em đã từng làm trên sân khấu này. Đó là một cái điều mà anh phải xin lỗi khi anh nói với em điều đó. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Nói chung là ngày hôm nay là Thái Sơn cũng đã làm rất tốt tiết mục của mình rồi. Một tràng pháo tay dành cho Thái Sơn. Cảm ơn Thái Sơn rất nhiều. Xin mời.